hiện tại của tôi bây giờ là Linh Anh, nhưng nhớ trong giấy tờ của tên của tôi là Phạm Hải Kiên. Và hôm nay chúng tôi mời đến trường quay hai vị khách mời rất là đặc biệt, ca sĩ Hương Giang và bạn Linh Anh. Họ sẽ kể cho chúng ta những câu chuyện của chính họ. Họ vẫn nghĩ là em đang có một cái gì đấy nó lệch lạc. Mà đây là cái thời kỳ khó khăn nhất mà một người có ý định chuyển giới sẽ phải trải qua đó. Bởi vì đây là giai đoạn mình chưa có gì cả. Chúng ta cứ lạc quan lên và cố gắng vượt qua cái giai đoạn khó khăn thì sau này chúng ta sẽ nhận được những cái điều hạnh phúc.